nước thốn thế. Ván nào cũng đẹp thì cần gì tới kỹ năng. Mình cần một ván đẹp thôi bạn. Mấy ngày nay rồi mình cần một ván đẹp mà đéo có. Mình rất cần một ván đẹp đó. Đang kiếm đây, đang kiếm một ván đẹp đẹp đây. Đây ba rừng này. Mình đang cố kiếm một ván đẹp đây. Đang rất là cố gắng. Cố gắng lắm luôn đấy. Đứng trong ô nước chỉ cần đánh thường một cái thôi là nó đầy mana, là nó sẽ chọn ulti và bắt đầu từ cái ulti thứ hai là nó chọn nhanh hơn và nó sẽ không cần nước. Nói là mình có thể hai con rừng. The dark should fear me. For fools. Ba rừng rồi. Thích tiền đi. Time to make an appearance. Để con pháp sư ghẻ này bán đi. Đồ Sivir này. Lấy ba rừng đép đi. Thằng bán này mình có thể bán mẹ hai con này đi cũng được. Lấy máu đi. No cure for fools. Yep. Ôi. Ôi, Ezreal hết rụng gì nữa, kiếm khách rồi. Ezreal cái gì nữa? Các bạn kiếm khách thấy rõ luôn không chơi. Giang hồ nó xem ra cái gì? Bài này mà không chơi kiếm khách thì chơi cái gì? Không kiếm con mọ nó khác thì chơi cái gì? Yeah.
Ủa cái gì mà cắt mai 2 rồi? Vãi nồi vậy. À mình có Yasuo 2 là mình thấy mình ghê lắm rồi đấy. Hôm nay chơi hẳn cắt mai 2 kim thích. Lừa gì nữa, Cynthia sai lần Yasuo rồi. Lừa cái gì nữa cha. Cynthia sai lần với Yasuo rồi còn lừa cái gì nữa. Lừa lũng cái gì. CBN nó ngon kinh khủng luôn đây này. CBN cầm 2 BF. Ôi, ngon bát cháy đấy. Ê, 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 ê. Ôi cái đẹp. Thôi lấy căn phép cũng được. Lấy căn phép cũng ngon mọi người ạ. Không sao, đi căn phép đi. Hình như hồi nãy là mình 16 đồng đúng không? Bán đi, 16 đồng bán con này đi là đủ tiền thì phải. Cảm ơn 3 lần vô. Cung nữa. Cung. Aatrox bây giờ các bạn nuôi được nó mạnh đấy. Aatrox 2 bây giờ nó khỏe rồi. Aatrox 3 thì nó kinh khủng. 800 máu nữa nè. Aatrox giờ 800 máu luôn kìa. Aatrox giờ mạnh. Aatrox bây giờ là 300, đang 300, 600, 1200. Aatrox 3 nó là con quái vật. Chùm có mẹ qua đi cầu luôn. Đam to nhất game. Rồi nhân đôi hai cặp. Rồi Iver thì sướng rồi. Nhân đôi Iver thì sướng rồi. Rồi cầm lại con Asus luôn, hay quá. Ok. Nice. Ui anh này kìa, kiếm khách triệu hồi nè. Thôi, đi cô làm gì? Con này vô. Triệu hồi này. The harvest is upon us. Triệu hồi. Amumu nữa là lửa. Con thì Yorick, Yorick triệu hồi. Azir nữa à. Azir đã được triệu hồi rồi. Lấy con lốn mặt gầu thả vào mồm chúng nó. nhân phẩm độ đi đấu mặt gầu. Yay, đấu mặt gầu này con là sớt là ghê à, đấu mặt gầu thì chắc mình không là sớt ở đâu. Aha, sắp đau được thằng này, ngon. Ngon từ thịt, ngon từ xương, nguyệt tộc này. Có nguyệt tộc rồi này. Cái này trên nguyệt tộc không ta? Nguyệt tộc kiếm khách. Nên chứ, BF dư này để làm gì? Nếu ra thêm cái nước mắt nữa, mình cho con cắt ma. Con cặt ma, à quên con cắt ma. Nói là phát ngôn cho nó đúng, phát ngôn cho nó thiệt chuẩn. Cắt ma cái... Sojin búp cho Sivir quẩy. Ôi mấy cái hôm đánh giải mình không được đỏ đâu anh em. Được đúng một trận. Được một trận vòng loại là mình đỏ. Được con Raven đấy. Đúng trận vòng loại ấy. Mình được con Raven 2 sớm. Chứ chả có trận nào đỏ. Còn lại mấy cái trận kia đen như chó. Ngồi để chết. Ui hai con Nico kìa. Nhân phẩm ùa về rồi. Nhân phẩm UV đó mọi người. Nhân phẩm UV. À ô nước ngu thế. Ô nước ngu quá. Giữ win đi mọi người. Con này 800 máu này. Ném ra cho nó tặng. Mình không cần sạc nguyên tộc cũng được.
Mình chỉ cần xài một mình con cắt ma thôi. Con cắt ma nó là bí ẩn, mình phải xài người tộc. Chỉ xài một mình cắt ma là được rồi. Có nghĩa là con cắt ma nó sẽ là bổ trợ cho con CV đánh thôi. Đây, thấy con cắt ma này. Con này nó chỉ là hỗ trợ cho CV đánh. Đó, nó hỗ trợ cho CV lên mana nhanh và nó cover CV thôi. Chứ mình cũng chẳng cần người tộc vào. Vấn đề chính là mình chỉ cần duy nhất con này. Không thể thua được. Cứ vứt đại vào các bạn. Cứ vứt đại làm sao đâu. Mất mát gì đâu. Mình lên 7 mình roll cho nó dễ ra CV không? Yorick nữa. Dạ, CV Yorick Asia nữa là ngon. Ê, bên 3. Chết mẹ, không biết bị sắt đau đây. Bên 3 chắc thua. Sao đánh đâu bên 3 này. Bà bỏ tay đấy. Ôi ôi, ma chết 5 còn 40 tiền bên 3. Ôi ông này thuộc dạng nhân phẩm siêu con mẹ nó vô cực luôn ấy. 3.2 bên 3 mà còn 40 tiền đây này. Vãi nồi, đồ đồ ngon đấy chứ. Hasagi. Never cross an emperor. Nhân phẩm mua về. 4 kiếm khách, 2 bí ẩn rồi. Giờ cần thêm một Yorick nữa được rồi. Yorick nữa là ngon. Chịu hồn. Thôi Z2 làm gì? Tại sao chúng ta lại phải giúp Z2 mà chúng ta không giúp Yasuba? Yasuba nó quái vật không giúp. Yasuba nó quái vật không giúp, mấy cái kia làm gì? Để hai Nico dành cho Yasuo. Nó nhiều, con Yasuo ba nó không? Thế giới đấy, đéo đùa đâu. Yasuba nó thế giới lắm. Yasuba cho nó vô cực thì Hasagi một cái là chết. Một cái Hasagi là chết. Rồi lấy cái này. Ê, ông này cần cung đấy. Ông ánh sáng này. Ông hai cuồng đao đấy. Chết đấy. Rồi CV cùng cung cái. Không. Ông top 2 nhân phẩm tốt hơn tôi nhiều. Đấy. Hasagi. Hasagi. This story. Tăng 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 tăng. Chấm hỏi này, chấm hỏi này, chuẩn bị có chấm hỏi này, chuẩn bị sẽ có những cái chấm hỏi vào mồm. Hasagi. Trời ơi, mãi cả tỷ năm rồi mới được một trận nhân phẩm. Hasagi. Mày hả? Nhờn phía đơn. Nhờn phía đơn. Nhờn phía đơn. Hasagi. Trời ơi, một tỷ năm rồi mới được một trận nhân phẩm. À, trời thương tôi rồi. Lắc bắn. Lắc gió thì còn sai, sao lại lắc bắn? Bắp chép 8, thêm một Yorick nữa là mình được 3 triệu hồi rồi. 4 kiếm khách 3 triệu hồi, thêm các ma bằng con Janna để được có gió, bí ẩn gió. 4 kiếm khách 2 gió. Này thì thằng nào cầm đồ là thằng ấy chết. Ôi ơi ghét đó. Đỡ. Đỡ làm hết.
Đâu, roll CP2 với chấp 2 là để tiền. Tại sao lại phải để tiền? Roll 2 con này 2 rồi để gì để. Bỏ đi, bỏ cái thể loại đi. Để các ma thôi. Giờ nó ra nước mắt thì cho các ma. Các ma búp CP. Để CP đánh nhanh lên mana nhanh để bật được cái ulti sớm lên để đánh choáng chứ. À bên đánh sai lần chúng nó chứ. Đớn thì lắm bắt được một con carry thôi. Để xem bán này mấy đồ. Có chơi nhờ triệu hồi. À triệu hồi để thả mấy con đệ nó tăng thôi. Chỉ có Yorick nữa, nó nhây nó tăng thôi. It's just business. Vô cực giáp máu. Yasuo vô cực giáp máu. Để nó nhiều. Giáp máu. Vô cực. Asagi. Asagi. Thằng nào mà kinh khiến. Asagi test 1 nhé. From out of the sewers comes doom. Đặt thép à? The storm approaches. Đặt gió mới ngon. Để bố bị ẩn như thế này đi. The order is given. Here goes doom. Ôi. Chết mẹ hết luôn rồi. Mình có đã chỉ có đợi nhân phẩm của đấng thôi chứ mấy con này vẫn đang level 1 hết mà. Mình ra một con gì đấy mình quất con này vô. Mình không muốn xài, mình để quất con này thôi. Có để thì để up con gì thôi chứ ai để up con Yasuo, để up con CP làm gì? CP 2 được rồi. Đây máu này chắc là ghép rút 7 à. Chơi Yasuo thì cũng hút 7 nhỉ. À đi rạc mà. Ồ thôi mẹ vô cực là chụp cái chết rồi đi bạn. Đạn bắn xà thừa lắm. Dư lắm. Chơi gì hút 7 đi. Khi hút 7 nữa. Chắc phải để tiền hả. Yasuo nó chụp ai là để chết rồi mà. Thần gì. Nhân phẩm mình chưa gọi là mapping đâu. Có đấng này, đấng độ rồi. Ván này đấng độ. Chắc nhét 4 biển vào thật. Gale winds unleashed. Đang tính CP màu đỏ đây. Không biết con đen không. Ba bí ẩn rồi này. Bốn bí ẩn rồi đấy. Cắt chết cho bốn bí ẩn vào. Có nên cho bốn bí ẩn rồi không. Mình thấy đa phần chúng này, bọn ván này chúng nó đánh đa vật lý. Get him, Timber. Nó đang làm vật lý không? Ít đam phép. Bốn biển chi ta? Toàn đam vật lý mà. Toàn đam vật lý ít phép nó nè. Bây giờ nè, ánh sáng nè. Thằng này kiếm khách nè. Thằng này bóng tối, phép, thằng này ánh sáng. Thằng này mãnh thú. Nước triệu hồi, kiếm khắc. Đa phần là vật lý. Ủa cái giáp có một đồng mà đéo có nhặt đâu. Người nhặt quá. Với triệu hồi hay hơn. Thôi thế này đi. Thôi mình lấy triệu hồi đi, kiếm con Yorick ấy.
để triệu hồi vô mà tăng chứ. Team mình thiếu tăng lắm. Tại vì ghép triệu hồi á, tí mà buồn buồn mà nhặt cái đồ ánh sáng nữa là mà được 3 ánh sáng. À, vít Soraka vô là được ánh sáng này. 3 ánh sáng. Đây, xin đi đây rồi. Ok. Rồi. Nè, đánh như vậy nè, bạn kiếm con cho rít, bạn vít cái Soraka vô là được ánh sáng này. Bùa đỏ cái giáp có 1 đồng bạc. Lười lấy. Cách để giết ánh sáng mà. Trời ơi, chụp chết con Vayne là sao? Ánh sáng nó lủng con Vayne là nó gãy nó cái gì đâu. Không phải bạn solo mình nhà ánh sáng rồi. Lủng con Vayne là nó gãy, nó tần kiếm khách bây giờ mất đi. Yêu bỏ mẹ. Đấy, kèo vui rồi luôn. Vui rồi. Giờ này không mà nắp tần kiếm khách thì ông chết rồi. Nothing serious. Nắp tần kiếm cách tầm nay là chết rồi. Có gì ra xua hai rắc máu cũng được. Đeo xoắn nó càng trâu càng tốt. Nó chỉ cần cứ mẹ ai đánh nó đầy mana, nó bay lên nó vả cái là chết thằng. Ulti cái chết thằng rồi. Cứ đục nhẹ cho cái đầu tiên cái chết thằng. Cho nó hai rất máu luôn. Đợi xem, Razak thì mình cho CP bù đỏ. Chứ mình là mình không nhặt CP bù đỏ đâu, không có nhặt đâu. Nhặt làm gì. Nè, nhà ánh sáng nãy giờ cũng đang bị vả nè, có sung sướng gì đâu. Tí mình vả nó được bây giờ ấy mà, lo có gì. Tí nữa là mình vả được nó, chẳng qua hồi nãy CP mình 1, mình thua nó thôi. Để con Nico ở con G2 nó chém con King. Từ từ. Cái chết kiếm được con Yorick ném vô là xong. Ném vô lấy triệu hồi, tăng tăng châu châu một tí. Ui, hai cái cung. Cho gì. Hai điều đại bắn xà. Hai cung thôi, cho gì đại bác. Tí Yasuo hai giấc máu rồi. Đây lắc gió. Yasuo 2 dắt máu. Gì đại bác. Đùa. Nhơn. Bán hết 4 bí ẩn vào. 4 gió rồi. Khỏi sợ thằng ấy. Đấy, đợi mãi mới được lắc gió. Ê, bán này là nhân phẩm này. Bán này tôi công nhận là nhân phẩm. Tôi không hề chối. Bán này đúng là nhân phẩm. Đấy, hai giáp máu này bắn đi chú. Đó, chú con Vayne xịt mẹ, chú con Vayne xịt mẹ rồi. Thấy không? Ánh sáng, tí tôi đánh được. Ánh sáng thì G2 là đánh được. G2 bắn chết ngay. Sáng chúng tôi. Thôi đưa Ajax lên trên đi ạ. Cho G lùi về. Giờ có G2 là ngon. Ra sau mình ấp chép, mình cho thêm bí ẩn ra. Ra sau ấp chép cho các ma ra cover con CV ha. Gắn tim.
Ôi, bắn đơn. Bắn đơn không mất máu đâu. Amumu nè. Ném mẹ Amumu ra lấy CC nè. Mình khó đủ slot 4 bí ẩn nha. Khó. Ném mẹ Amumu ra đi nha. Lấy tí CC. Sai ba kìa. Cầm cái này thì nó quất ánh sáng luôn anh em ơi. Sivir cho nó cầm cái này đấm ánh sáng thôi, không bỏ cát ở đâu. Sivir cầm cái này nó có cát đấy. Đợi Z2. You can't take the desert. Đâu rồi? Sivir 3. Z2BF không ngon bằng Sivir đâu. Không thể nào ngon bằng CV được, cỡ nào cũng không ngon bằng được. Với lại Z5 1 mà, à, Amumu 2 này. Bán đi, ăn bắt này mua. Đấy, chụp con V để giết cụ nó ngay gì, đấy. Đó, rồi xong. Ảnh với trà sáng. Bùa đỏ cái gì. Nam. It's just death. Nothing con serious. Con Vên chỉ cần mát đồ nữa. Con Yasuo buồn. Chụp con Vên một cái là chết ngay. Đéo cái gì son. Cần gì hay hổ vệ không? Nhẫn nha thôi. Never cross an emperor. Mình cần ước con Z. Chả cần ước con này. Con này lên 2 cũng vậy à. Không có đồ cho nó yếu lắm. Nó không bắn được liên tục. Một là mình lên con này, hai là mình lên con này thôi. Mình lên Z, chắc chắn là mình sẽ lên Z. Z mới được buff mà. Bản cập nhật này Z mới được buff mạnh lắm. Đã thua đâu, phải ốp Amumu làm gì, cứ bình tĩnh thôi anh em. Chơi với vội vậy. Có thua đéo đâu. Bốn con gió. Nothing serious. Mình đâu có sợ mấy thằng đam vật lý đâu. Bốn gió là nét kinh khủng. Ván này nhân phẩm quá rồi. Đấy mới gọi là nhân phẩm. Ui rồi ôi. Đấy nhân phẩm rồi. Amumu vút 7 luôn. Úp Amumu 2 cho Amumu vút 7 luôn. Ôi không mua đâu, kỳ á. Ôi ôi, nhân phẩm OP. Nguy rồi, bật cam lên gãy. Mẹ mở sẵn trẻ cho vô địch nè. Lâu lắm rồi. Hai ngày. Ngày không nếm thành đắc viên. Hai đi cô này. Ôi không mua đâu, kỳ á. Lỡ tay mua mẹ rồi. Aeron kéo lên Amumu 2 luôn sao ta? Thế là Aeron phát lên Amumu 2 luôn không? Đỡ phải úp. Ôi đùa chứ úp mẹ đi. Amumu 2 bây giờ nó khác Amumu 1 lắm. Amumu 1 bây giờ có 1.5 giây thôi. Amumu 2 mới được 2 giây.
Châu đĩa này, châu đĩa này, đây không phải châu nha. Thằng đang chơi không phải châu nha. Thằng đang chơi game này không phải châu nha. Gãy thôi, game này win họ bố mày cắt. Thằng nào win nổi. Ngày vô địch con mẹ luôn. Thằng nào thắng được cho 10 tỷ luôn. Thằng nào thắng được cho 10 tỷ. Có ai gì thì có sao rồi. Ui dồi gì nữa này. Azir giờ quan trọng kích hệ kích cái cát để cho mẹ team mình đánh thôi chứ làm gì. Có làm cái mẹ gì. Giờ là toàn kiếm khách với lại ánh sáng thôi, chả cần bí ẩn nữa. Giờ chỉ cần cát thôi. Đừng làm hết. Ủa tại sao con này cầm bút 7 mà con Amumu bên kia ulti con này lại choáng ta? You can't tame the desert. Ủa con này cầm bút 7 sao con kia ulti con này lại choáng? Con Amumu bên kia ulti con Amumu mình bị choáng là sao ta? Đéo hiểu. Taric 2, ui ông này cũng Taric 2. Ui nhân phẩm họ không có vừa đâu anh ơi. Hai cũng hai con 5 tiền level 2 này. Đùa. Lắc ánh sáng này, 8 ánh sáng rồi này. Ôi toàn giờ còn quái vật chơi với nhau đấy, đừng có đùa à. Này thì bên này chạy hộ bố mày cái. Bên với chúng tôi. Wow, ngồi ơi. Ánh sáng này, ánh sáng này. Ôi, Kha'Zix với Kha'Zix quậy à. Làm gì đâu. Anh em ơi, tôi có trò vui. Đó, lấy giáp chén đi. À, từ từ, bỏ đứng ra ngoài đó. À, từ từ, không bỏ đứng ra ngoài được. Không kích được kiếm khác. Bỏ cái gì ra ngoài. Đứa con Sivir không đồ ra ngoài. Từ từ. Đứa con Sivir không đồ ra ngoài anh em ạ. À, Sivir không đồ vô trong. Chấp con Sivir, chấp con Sivir này. Xem tôi chấp con Sivir này. À, chấp Sivir sợ con Taric nó ulti được.